gọi con. Ôi mẹ mới mua dây thừng làm gì đấy mẹ? Nhà mình nuôi chó à? Đây là sợi dây trói mẹ, con trói mẹ đi. Trói mẹ làm gì ạ? Trời ơi con đừng có hỏi, nếu bây giờ mẹ biểu sao con làm vậy đi thiệt á. Cái đau đớn nhất của mẹ là con làm cái gì con bắt mẹ phải giải thích tới nơi tới chốn hết á. Trói đi. Rồi cột vô. Ôi dồi, đau quá nào. Cái con điên này trói mạnh cũng vừa vừa thôi chứ. Trời đất ơi, con làm việc con phải biết tự control chứ. Tại sao con cứ cái gì con ló đi một chút vậy? Mẹ, cho lẹ đi, cho lẹ đi. Mẹ đòi hỏi khó khăn quá. Rồi sao nhỉ? Tại sao con phải vào tủ? Ơi, đi vô trong tủ liền nhanh đi. Cô Lan ơi. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Cái gì vậy con? Trời con sao vậy? Trời con ai? Ăn cướp hả? Bao người ta ăn cướp. Con sao không con? Cô có sao không? Đúng rồi, cởi rồi, ngộp thở quá rồi. Trời ơi, con có sao không vậy cô? Cái con cướp đó nó căm thù tay sao, nó trói mạnh quá. Cô đã bị mất hết rồi. Hả? Phong ơi, Mai ơi, cô đã bị ăn cướp hết rồi. Trời ơi, cô nói gì vậy cô? Cướp hết gì vậy cô? Cướp hết, không còn một cái gì. Tiền bạc. Trời ơi, không còn một đồng xu cắt bạc nào. Nó lột sạch hết, không còn một cái gì. Trời ơi. Nói bây giờ sao anh? Bây giờ ăn cướp lộng hành quá. Để anh báo công an. Chắc chắn vừa chạy ra xa đâu. Đừng báo. Dạ. Bởi vì quan điểm của cô nó rõ ràng lắm. Của đi thay người con à, kệ đi. Nó cướp của còn hơn là cướp sắt. Và cái đau buồn nhất của cô, cái mà cô cảm thấy bức rất dãi nấy nhất là bởi nó cướp hết tiền của cô thì lấy tiền đâu mà cô trả lại tiền cọc một năm tiền nhà cho tụi con. Trời ơi. Trời ơi, cái chuyện đó tính sao đi cô? Ui à, ai à, ô, ui à. Thằng cướp. Thằng cướp con ơi. Cướp trong đây hả cô? Không biết nữa cô. Cướp à, để nó đi. Rồi mày chết với mày, mày chết với tao rồi mày ơi. Ô không. Kiếm anh cái cây, kiếm anh cái cây. Cắt đầu ra. Không cần đâu. Cướp. Help me. Bây giờ bình tĩnh. Nè. Dạ. Giơ tay lên đầu, quỳ xuống. Đã rồi. Bò ra. Đừng bò đi, cướp ơi, đừng bò đi. Ủa, trời ơi. Chị Nhã. Đây. Ủa, bà Nhã. Đây. Hả? Trời ơi, thì ra là con cướp mẹ hả? Ôi. Trời ơi, Nhã. Trời, con là con dâu mà sao con cướp mẹ vậy? Trời ơi. Sao con bảo, mẹ vừa bảo con vào con cướp mẹ. Sao con lại trói mẹ vậy? Thì mẹ bảo con vừa trói mẹ con trời cướp mẹ. Trời ơi, con trói mẹ, con làm cướp, con trói mẹ. Mẹ bảo con làm cướp, con mới làm cướp. Chứ tôi nhận đâu có đi làm cướp. Trời ơi, nó làm cướp đó. Trời ơi, hiểu rồi. Tức là hai mẹ con dị dàng cảnh ăn cướp nhau phải không? À, hiểu rồi. Phải không cô? Sao cô? Đúng không cô? Phải không mẹ? Thôi được rồi, bây giờ về đi thôi. Từ con đừng truy cứu cô nữa bởi vì cô phải xài tới cái hạ sách này là bởi vì thật sự nha, cô thương tụi con quá. Tao nói thương sao đâu á, mới về mướn phòng trọ tôi mà trời, tôi thương giống như là núm ruột tôi đẻ ra vậy đó. Cho nên là cô muốn dàn cái cảnh này ra để cho coi như cướp nó lấy hết tiền của cô rồi. Vậy cô không muốn trả lại cái tiền cọc cho tụi con bởi vì cô muốn tụi con ở đây với cô. Thôi thương quá thương nhớ nè. Đó, nó vậy thôi chứ không có gì hết trơn á trời. Cái việc nãy mày giao cho con á nhớ chưa? Xuống quán cà phê bảo vệ cái nồi cơm này đi không mẹ. Dây thừng nhanh bảo vệ cái nồi come cơm. Come on, đem cái kiến đen vô. Come on. Yeah. Ê, đừng có chừng bể tivi mẹ. Đây, có chừng bể ly cho cái chén của mẹ dưới đó nha. Con sẽ bảo vệ nồi cơm không có cho ai bước chân lên đây. Oh yeah. Có cái gì vậy trời? Ủa, chị ổn không cô? Ổn, nó ổn con. Ủa cô mà tại sao cô lại dùng cái hạ sách đó tới với vợ chồng con chi vậy? Thì đó, cô thương nhỏ này nè. Thương quá. Thương. Dạ, thật ra là vậy. Tụi con muốn ra ở riêng. Mà mẹ anh Phong không có cho. Mẹ anh Phong bắt về nhà ở chung với mẹ ảnh. Nên bởi vì con biết sao, gặp bà rồi đó, bà kiên quyết dữ lắm đó. Tự nhiên nhờ cô làm chi, làm khó cô. Thôi bây giờ anh tính vậy à. Bây giờ tụi con vẫn lấy lại tiền cọc, tụi con dọn về nhà tụi con ở nha. Dạ. Cô dạ chắc vậy quá cô ơi. Đi em. Thôi tụi con đi nha cô. Xíu tụi con xuống lấy tiền cọc nha cô. Dạ con đi cô ơi. Arigato. Thank you.
nè Tú ơi. Cái gì vậy mẹ? Chờ tí xíu nha. Nhanh nhá. Em ơi, hay là bây giờ mình đi ra ngoài để tìm không gian riêng đi. Đi. À không. Ủa là đi hay không đi? Không, không từ chối. Nghĩa là đi. Đi. Ủa làm gì mới nghe đi cái em hào hứng như vậy? Đi là hào hứng ngay lập tức. Ủa không? Có đi thì cũng phải sắp xếp từ từ chứ nói cái làm liền vậy đó hả? Thôi thì thôi chả đi đâu. Trời ơi em thử nghĩ đi. Bây giờ á mà mình ra riêng thì mình sẽ không còn nghe mẹ cằn nhằn mỗi ngày nữa. Rồi khi đó anh có muốn làm gì thì cũng có công việc. Arigato. Đó, hợp lý không? Cũng được. Nhưng với điều kiện anh đi ra riêng thì anh sẽ phải làm tất cả những công việc giống như là nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt rũ, dọn dẹp, dọn giường. Ủa sao anh tưởng tượng tới cái cảnh này đáng lẽ là cảnh này vợ anh phải làm chứ? Không. Em là vợ thì em phải làm chứ, mắc mớ gì anh phải làm. Bây giờ ra riêng thì phải như vậy. Ở trong này thì có người khác phụ, còn ra ngoài đấy một mình em kham không được, anh phải làm. Rồi thôi thôi thôi, thôi. Để có không gian riêng, anh làm hết cũng được. Với lại mỗi tháng anh chỉ cần đưa cho em 10 triệu thôi. Ủa gì dữ vậy? Anh nhớ một tháng còn tiền trọ búa, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền điện thoại, rồi tiền ăn, rồi tiền chuẩn bị bỏ vào tiền tiết kiệm cho con của mình nữa. Đủ cái tôi tiền 10 triệu là ít đấy. Ủa vậy quá ra trước giờ á là ở với mẹ là sung sướng dữ vậy đó. Đương nhiên, những khoản đấy mẹ lo mà. Trời ơi, vậy có điên mới ra riêng. Một lần nữa mày xì vô mặt tao nữa là tao quánh mày liền nha mày. Thôi bây giờ mấy đứa làm theo anh nè. Về nhà đứng trước mặt mẹ. Khoanh tay lại. Khoanh tay lại. Khoanh rồi. Nói rằng thưa mẹ. Thưa mẹ, mẹ. Con muốn ra riêng. Con muốn ra riêng. Đó. Không cho. Cho. Nói biết nhiêu lần rồi, nói nhiều hơn vậy nữa. Mình dùng cách khác. Giá như bây giờ có chú Năm ở đây thì hay biết mấy. Chú Năm á biết mẹ em thích cái gì. Chú Năm này là hàng xóm thân với mẹ em. Ổng để ý mẹ em lâu lắm rồi. Chơi được với mẹ em lắm. Nguyên xóm không ai chơi mẹ em, có mình ổng chơi mẹ em mà. Đúng rồi. Bây giờ em, ổng biết mẹ em thích cái gì, ghét cái gì. Cho ông Năm ba ổng luôn á. Anh bệnh hả? Điều khùng hả? Cái gì vậy? Ủa, hai con đang làm gì vậy? Hả? Dạ, đang thu xếp đồ đạc để về nhà mẹ lại nè. Hả? Ồ vậy, tụi con lấy tiền công rồi hả? Tụi đi nhanh vậy. Mẹ yên tâm đi, chỉ cần về với mẹ thôi, tiền cọc đó với tụi con không thành vấn đề. Là sao? Bỏ tiền cọc hả? Bỏ hết tiền cọc để về với mẹ. Hả? Là sao? Con xỉn hả Phong? Đâu có mùi rượu đâu. Là sao trời? Hồi trước hai đứa này nặng nặng đòi bỏ đi, bữa nay đùng đùng xách đồ về. Ủa là có chuyện gì trời? Là tại vì thời gian gần đây con nghe người ta đồn thổi dữ lắm. Ôi, họ đồn gì con? Mời mẹ ngồi. À, mẹ nghiêm túc bình tĩnh chứ. À, chú Năm. À, qua nhà mình ở lại khuya lắm đúng không mẹ? À, thỉnh thoảng thôi thì chị, chú Năm qua chỉ từ khoảng 7 giờ tới 10 giờ thôi mà. 7 giờ tới 10 giờ? Đâu có khuya đâu con. Mẹ có chắc là tới 10 giờ chú Năm về không? Mẹ có chắc là 10 giờ chú Năm về không? Ừ, thì thỉnh thoảng bị quên trễ lố 1 tiếng 2 tiếng đâu có nhiều đâu. Trời ơi. Mà mẹ à, tối nay chú Năm có qua nhà mình nữa không? Mẹ có dặn mấy ông có qua không? Hả? À, không 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 không. À, không phải.
chú Năm qua sửa đồ thôi. Con cũng nghĩ như mẹ vậy đó, con nghĩ là chú Năm qua giúp mẹ để sửa chữa đồ đạc thôi. Mà anh không chịu tin, anh một hai là quyết định kêu con phải đi về nhà để anh chứng kiến coi là chú Năm có qua nhà mình đêm khuya không. Ông khét chú Năm lắm. Trời ơi, chú Năm có làm gì đâu tự nhiên con khét chú Năm vậy Phong? Đó. Mẹ mới binh ông Năm là con ghét ông rồi. Thôi, con không thích thì thôi mẹ không cho chú Năm qua nhà nữa. Hả? Cấm. Cấm luôn nghe chưa? Việc tiếp theo, con sẽ tịch thu điện thoại của mẹ. Không cho mẹ xài smartphone nữa. Sao mà vậy? Xài điện thoại bàn nhà mình để ai nhắn tin cho mẹ cũng không được. Ê, sao kỳ vậy? Tự nhiên lại tịch thu điện thoại của mẹ. Mẹ đâu có phải sao cảm giác giống như tội phạm vậy trời. Thôi về nó dọn đồ về lẹ nó. Khoan. Ê, mẹ nói nghe nè. Mẹ nhớ rồi. Trời ơi. Mẹ qua đây có chuyện này, mẹ quên. Hôm nay mẹ đi coi ông thầy phong thủy. Ổng nói là cái nhà mình phải sửa chữa. Tại vì nó đang bị một số trục trặc và chưa phải về hoàng đạo nên tụi con chưa được về. Nhớ chưa? Tụi con cứ ở lại đây. Tụi con nhớ lời mẹ, đừng bước chân về nhà khi chưa có mẹ dặn, nhớ chưa? Nhớ nha, đừng được về, không được về nha. Ở đây nha. Để ở đây nha. Để ở đây nha. Nhớ nha. Hãy